vui. Ai tin em một thời khắc ký chẳng phải trong tim người. Thời sinh viên những đêm dài không ngủ bên nhau mãi chẳng xa. Thành tích bao thể thao văn nghệ tình cao lớp mình vang xa. 20 năm đã qua rồi tình bạn mắt chắc phai phôi trong tiếng quên hương khách biết thì là biết đào giang vẫn sơ đồng dung và chuyện cùng nhiệt nguyễn cùng đạt phung tuổi tung việt cơm thỏa lập trường ra bí thư tất cả cùng nhau nắm tay ta đến từ thái bình nam định quảng ninh xa xôi thanh hóa hải phòng thái nguyên bắc ninh hà nội vĩnh phúc nối vòng tay lớp cùng nhau ký túc xá ngày ấy mì tôm và rau sáng quanh nhà những buổi liên hoan những chuyến đi xa cùng ăn cùng học vui buồn sẽ chia dù đời đưa ta về nơi xa xôi bạn liên lạc vẫn giữ niềm tin chẳng quên lời 20 năm đã qua rồi tình bạn mắt chắc phai phôi trong tiếng quên hương khách mỹ thủy là hiện đào giang vẫn sơ lùng dũng và chiến cùng điệp nguyễn tùng đạt phung tuổi tuân việt cơm thỏa lập trường ra bí thư tất cả cùng nhau nắm tay 20 năm áp toan đoàn kết mãi mãi chẳng xa. 10 tiền quyến hương khánh khánh minh thủy là hiền đạo sang tông bên tùng đã phúng thuật dung với cơm thỏa lập chiều giang bí thư tất cả cùng nhau nắm tay ta đến từ thái bình nam định quảng ninh xa xôi thanh hóa hải phòng thái nguyên bắc ninh hà nội vĩnh phúc nối vòng tay lớn cùng nhau ký túc xá ngày ấy mì tôm và rau xung quanh nhà những buổi liên hoan những chuyến đi xa cùng ăn cùng học vui buồn sẽ chia dù đời đưa ta về nơi xa xôi bạn liên lạc vẫn giữ niềm tin chẳng quên lời 20 năm đã qua rồi tình bạn mắt chắc phai phôi trong tiếng quên hương khách minh thủy là hiên đào giang vẫn sơ nung dũng và chuyện cùng điệp nguyễn tùng đạt phung thuở tuân việt cơm thỏa lập trường ra bí thư tất cả cùng nhau nắm tay 20 năm mai tít bom đoàn kết mãi mãi chẳng xa. Nhớ ngày xưa ấy ta bên nhau thật vui. Ai tin bao một thời khắc ký chẳng phải trong tim người. Thời sinh viên những đêm dài không ngủ bên nhau mãi chẳng xa. Thành tích bao thể thao văn nghệ tình cao lớp mình vang xa. 20 năm đã qua rồi tình bạn mắt chắc phai phôi trong tiếng quên hương khách minh thủy là hiệp đào giang vẫn sơ đồng dung và chuyện cùng điện nguyễn tùng đạt phung tuổi tung việt cơm thỏa lập trường ra bí thư tất cả cùng nhau nắm tay ta đến từ thái bình nam định quảng ninh xa xôi thanh hóa hải phòng thái nguyên bắc ninh hà nội vĩnh phúc nối vòng tay lớn cùng nhau ký túc xá ngày ấy mì tôm và rau sáng quanh nhà những buổi liên hoan những chuyến đi xa cùng ăn cùng học vui buồn sẽ chia dù đời đưa